Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nhiều công ty coi thưởng Tết là cách để người lao động gắn bó hơn với công ty, khuyến khích mọi người làm việc hăng say, hiệu quả. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số địa phương đang dục dịch kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Bởi sau một năm làm việc, thưởng Tết là điều mà mọi người lao động đều mong chờ. Mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn Changxin Việt Nam chuyên sản xuất da giày, sử dụng người lao động nhiều nhất tỉnh Đồng Nai đã thông báo thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 cho 42.000 công nhân. Mức thưởng của công ty này căn cứ vào thời gian làm việc của người lao động. Cụ thể, với những người làm việc từ 20 năm trở lên, được thưởng 200% lương cơ bản và lương công việc tùy vào thâm niên làm việc. Riêng người lao động có thời gian làm việc từ dưới 3 tháng đến dưới 20 năm được hưởng 25% đến 195% lương cơ bản và lương công việc. Với những người tuyển từ tháng 1 năm 2024 được thưởng 500.000 đồng. Tương tự, công ty cổ phần In số 7, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố thưởng Tết cho người lao động với mức thưởng bằng 4 tháng lương thực lãnh. Ngoài ra, công ty này còn thưởng theo bình bầu xếp loại hoàn thành nhiệm vụ với mức trung bình 3,5 triệu đồng trên người. Trong đó, Tết Dương lịch là 2 triệu đồng, còn Tết Nguyên đán là 7 triệu đồng. Ngoài ra, vào đầu năm mới, khi người lao động và làm việc được lì xì 1 triệu đồng. Bà Trần Thị Hồng Vân, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Nissay Electric Việt Nam, chuyên sản xuất linh kiện điện tử tại khu chế xuất Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, dù tình hình kinh tế chung khó khăn, nhưng đơn hàng sản xuất của công ty trong năm nay khá ổn định. Nhờ đó, công ty duy trì được việc làm và tuyển thêm người lao động cho một số chuyển sản xuất. Bà Vân cho biết thêm, năm ngoái mức thưởng Tết của người lao động công ty là 2 tháng lương. Năm nay dự kiến qua tháng 12 chúng tôi mới công bố mức thưởng chính thức, nhưng mức thưởng dự kiến bằng năm ngoái. Ngoài ra, công đoàn các cấp cùng công ty hỗ trợ 44 vé tàu cho các hộ gia đình về quê ăn Tết. Anh Hoàng Kiên, công nhân may mặc cho một công ty ở khu công nghiệp Sóng Thần, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương chia sẻ. Mấy tháng trước, đơn hàng đứt. Mỗi tuần chỉ làm 4 ngày nên anh phải tranh thủ chạy xe công nghệ để bù đắp phần thu nhập bị hụt chỉ còn 7 triệu đồng trên tháng. Anh Kiên cho biết, vợ chồng tôi có con nhỏ, chi phí sinh hoạt lại tăng cao khiến chúng tôi thiếu trước hụt sau. Vì vậy, chưa năm nào tôi mong chờ được thưởng Tết như năm nay. Mấy hôm trước, nghe mọi người kháo nhau, công đoàn và lãnh đạo công ty đã họp bàn về thưởng Tết với mức lương thưởng tháng lương thứ 13. Trong hoàn cảnh doanh nghiệp khó có đơn hàng, mức thưởng như vậy cũng an ủi công nhân rồi. Lãnh đạo một số doanh nghiệp cho biết mức thưởng Tết năm nay khó tăng cao do tình hình kinh tế khó khăn, đơn hàng sụt giảm, doanh thu giảm sâu nên cần sự chia sẻ của người lao động. Ông Trần Thiên Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp các khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, tình hình kinh doanh khó khăn bao trùm khiến nhiều công ty chưa đề cập đến mức thưởng Tết. Nhìn chung, mọi năm các doanh nghiệp vẫn duy trì thưởng tháng lương 13 và các chế độ phúc lợi, tuy nhiên năm nay tình hình trầm lắng hơn. Trong khi đó, ông Phạm Văn Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng Jean đánh giá, đây là năm đầy khó khăn đối với ngành dệt may do nhu cầu mua sắm giảm, lãi suất cao, chênh lệch tỷ giá đã bào mòn doanh thu của doanh nghiệp. Ông Việt khẳng định rằng, dù rất khó khăn nhưng công ty vẫn duy trì mức thưởng tháng lương 13, trong khi các năm trước mức thưởng từ một tháng lương trở lên. Bên cạnh đó, công đoàn trích quỹ thưởng 300.000 đồng cho người lao động với cấp quản lý là 1 triệu đồng. Ngoài ra, công đoàn còn tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết. Chúng tôi thực sự gặp khó khăn, nhưng bằng mọi cách sẽ thưởng cho người lao động để ai cũng có Tết. Đại diện một số công ty khác cũng cho hay, ngoài tiền thưởng Tết, họ còn tặng tiền tàu xe, bố trí xe đưa người lao động về quê hoặc bố trí hợp lý thời gian nghỉ Tết đối với người lao động làm việc xa nhà. Bởi các công ty coi thưởng Tết chăm lo cho người lao động là cách để người lao động gắn bó với công ty, khuyến khích mọi người làm việc hăng say hiệu quả. Báo Người Lao Động thông tin, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với phương châm đảm bảo tất cả đều có Tết. Theo kế hoạch, với chủ đề Tết sum vầy, xuân chia sẻ, đối tượng chăm lo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 là tất cả đoàn viên, người lao động, trong đó ưu tiên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, bị thiên tai bão lũ, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm, gia đình chính sách, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, ở lại đơn vị doanh nghiệp để công tác, sản xuất kinh doanh vào dịp Tết. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho biết, trước, trong và sau dịp Tết, các công đoàn sẽ tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo thiết thực về vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đảm bảo tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, đón Tết vui tươi, an toàn.
thông qua các hoạt động nhằm khẳng định vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong nhiệm vụ chăm lo đoàn viên người lao động vào dịp Tết, tạo động lực, cổ vũ đoàn viên người lao động làm việc hăng say, năng suất cao, gắn bó đoàn kết, xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững, củng cố niềm tin, gắn bó của đoàn viên người lao động đối với tổ chức công đoàn, thu hút người lao động gia nhập công đoàn Việt Nam. Sẽ có 10 hoạt động được các cấp công đoàn tập trung thực hiện nhằm chăm lo cho đoàn viên người lao động, trong đó có chương trình Tết sum vầy xuân chia sẻ, tập trung tại các cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở. Tùy tình hình thực tế, các cấp công đoàn lựa chọn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, doanh nghiệp có đông đoàn viên người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn để tổ chức chương trình Tết sum vầy xuân chia sẻ, đảm bảo thuận lợi, thu hút nhiều đoàn viên người lao động tham gia, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Những nơi không tổ chức chương trình Tết sum vầy xuân chia sẻ tập trung, căn cứ điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động phù hợp để đoàn viên người lao động đón Tết, đảm bảo mọi đoàn viên người lao động được sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn. Tổ chức hoạt động thăm tặng quà chúc Tết đoàn viên người lao động trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2024 gắn với các hoạt động tri ân, gặp gỡ đoàn viên người lao động ngay sau Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Tổ chức tham gia các đoàn của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, các đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo địa phương thăm tặng quà chúc Tết đoàn viên người lao động, quan tâm đặc biệt tới đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bị thiếu, mất việc làm. Tổ chức chương trình chợ Tết công đoàn năm 2024 theo hình thức trực tiếp và qua sàn thương mại điện tử. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức chương trình chợ Tết công đoàn năm 2024 toàn quốc thông qua sàn thương mại điện tử nhằm cung cấp các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, phục vụ nhu cầu ngày Tết của đoàn viên người lao động với giá ưu đãi, đảm bảo chất lượng. Các địa phương, ngành tùy thuộc điều kiện, khả năng, cân đối nguồn kinh phí để tổ chức chương trình chợ Tết công đoàn năm 2024 phù hợp tại cấp mình. Cùng với đó, công đoàn phối hợp tổ chức phương tiện đưa đón miễn phí hoặc hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết và quay lại nơi làm việc, đảm bảo an toàn, thuận lợi, chu đáo. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với các đối tác tổ chức chương trình hành trình Tết công đoàn xuân 2024 với việc cung cấp vé máy bay, vé tàu hỏa miễn phí cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết đầm ấm, vui tươi, mang dấu ấn công đoàn để động viên đoàn viên người lao động không có điều kiện về quê đón Tết. Trường hợp có nhiều đoàn viên người lao động không về quê đón Tết thì tổ chức chương trình Tết không xa nhà hoặc các hình thức phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Công đoàn các cấp chủ động tham gia với các cơ quan chức năng, nắm chắc tình hình, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động thực hiện việc trả lương, trả thưởng cho đoàn viên, người lao động vào dịp Tết. Tăng cường xã hội hóa nguồn lực để chăm lo đoàn viên, người lao động, vận động các tổ chức cá nhân, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đồng hành, hỗ trợ nguồn lực để tổ chức công đoàn thực hiện các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.